Tôn bằng cùng khi ông bà xe em bò ra. Lúc này nên chí tì mì trầy, nơi tháng ngày tì bàm bì khai các đá chân nằm bì bòn mà phầy mùi, nè ông mà chắc xì xa vật sức thị đàn bàn bà tạc cắm, nâng có tố đạch à hàng ca chồng bùa bốc cùl, xóm ràng xì đại bàn bà mát ông bèm hạc sạt, lúc cà rọt thá thuơ sạch đầy rì ca. Xô mò con lúc xe em bò ra. Tại bờ, bộ quân nó mình là ở làng thứ sạch phải dọn sạch mình khoan khoai bị tục sau ở bộ chia đi không rạp thọ thông rinh thì ta ra mà ác sạch chưa mà lúc đó thì chạy xâm rạp bộ chia bộ rạp mà đông chưa mà lúc thì chạy cái lại nào thế bộ chia bộ rạp thắt đau ra hai chai sạch tại sạch mình đang chênh mục chui mưa khó trơ đọc sạch bà nhà hà bà tê chia tục sau bộ chia đi chẳng sạch việc nó cứ sạch áp vào dầu sạch mình thấm áp vào dầu chứ sạch sạch khôi vào dầu chết khôi vào dầu bởi tiết chết tiết bởi dương áp miên ẩm nạch tôi chỉ ní tôi thưa này mít tử rú tôi thưa giả nha tật đá đây bởi chia riêng rồng bưng thao dương thưa chỉ mà lúc xâm rạp bởi chia riêng bởi dương thưa mình ban á dương nơi thế tiết cho tranh tư ban được khơi sầm mau sạch đang chưa mà lúc mau nhớ ấy thế mình đang chơi riêng mà đang khoai khoai bị tục sau rồi bắt bị chơi riêng toàn là sao chẳng sạch lắm ấp với nhau cả đời này là sạch ấp bàn cá rồi sạch được sọc mai sọc thái lúc cháu thôi ai đi chơi chung quy ra mạng sạch bán từ khi ông đi chơi bán xong rồi ra mạng sạch cài luôn thôi ở ban còn bao chừng nắng bên nó phải chia đi bác chia chồng lại xa ở miền sân tháp bắn đi mà làm tỏ tiền phần ta bởi nơi tần chăng á thư phải chia mà tại tần khi ông chưa cay sập và buôn phía rồi ắt cho bàn sạch bác đơn tiền đi nè ông mà chắc xin vật sự thị đàn bàn bà tạc cam khlang khlang nâng bà cao tố đá giá hàng ca chồng bùa bà cua xóm ràng xí đá bàn bà mát ông bà hạc sát giang thôn thổ nâng ạ xa là thọ bằng phót dung tam video clip đá miền đại dạp bêl học sắp bay này tì này kết xâm phía rộ bà bà cua xóm ràng xí tam bàn anh sử cung Facebook cao bì thang ai tì bàm khai cả đá chân nam bì bòn mà phê mùi nì bà cua xóm ràng xí bàn thua ca bà mát bà cà rà nà bà bát xâm đại bà bà mân yết nô rô đòm xây hạ mân nì bà hạc sát này bà rê chiên là chạc con bì chí giang ạ dụt tê thổ nâng ạ xa là thổ bà phọt chồng bù bà cà rà nà chì ông mà chà chì vật lừa tà bồng dùng tam cho bà bà thò mà nôn này bà rê chiên là chạc con bì chí trong chồng bù tì bí mê tra tì bàm phẩl kà tha khăn tì bày bàn cầm nọt thà ông bà hạc sát mân ạ nô nà rùm lô bàm phiên bàn lòi tông vơ đò bà rê pháy nâng ạ xa là thổ bà bà so bàn chè ao khơi tiếng chí ta, nâng ở bộ tiếng bộ cụ xóm nàng xì phong đài, trời bàn ạ tây tạ, bèm hạc sát, bèm bà rộng rốt nạ cao tổ đôi chìa bèm hạc sát này bà rì chìa nà chạc con bà chìa bà chạc bọn. Bàn bà rì chạc tiến, nơi kê đây mê ta, sân đọc bà này, chả nà, nìa bê l cân lòng mộc. Phạc tắc ôi xôl bà phục chì rộng mà lúc ôi xôl nẹ nàm, bà mần bàn tọp thân ông xong côn ở vây tế, xông công bà mình cua ná, mình chạy pra phía xa pra cọp đòi krom xa là thổ. Hiện pra mát, mơ nghĩa, đòi pra rịch pra lăng, nâng ông pra mạc sạch tiếng đại khuôn bọc cua rụp ní. Tổ thuộc bàn xa cha pra nè thiền, chồng buộc mốc pra rịch pra lăng. Môn chô can tùa nè tí, khăn ông rốt xa phía, ta bịa xâm bọt, nâng xâm đầy bọc cua rụp ní. Ai dọc chìa cá, bàn tê, xôm bay ông pra mạc sạch, bọc cua xâm nàng xí. Mình khai nâng bom pin xâm bọt hiên bảo mạt mờ nghỉ cho tầm rộm rí xa mạnh thoa mà nà ta nâng tư chia dạng nà. Nông niêm xài rì chú vùng xa nà vùng mùi rụp nhóm xôm có tu đách à hàng cả chóm pua chê tà ná nâng bịa xâm đầy bảo mạt mờ nghỉ xa bì xâm nạ bọc cua xóm ràng xí chia tràn lực tràn xà mọc lư ông bèm hạc sạch. Nị dê chê ruốm bọc cua xóm ràng xí ta anh ta sạch kênh kênh thà chóng bàn bà chia thập tái yút tê thua nị tê rô ta yút tê thua nơi trăng nà bà kà rào ná chi ông mà chắc chi vật lưu tà bông gom bông mô mìa nhất nông bà rì chà kạch sạp tay bọc cua xóm ràng xí bà mạt mờ nghỉ chia xa thê rà nạ tam bàn đánh sân cùm ta nị tê rô cứ chia vầy bà bọc cua xóm ràng xí khuôn ánh bàn rùm lô bòm piền
រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយអត់អៀនខ្មាស់ទៅហើយនោះទង្វើរបស់បុគ្គលនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ព្រះរាជកិត្តិយសនិងព្រះកិត្តិនាមដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់ព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ញើសារផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជានរាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនៅកម្ពុជា